Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh 92 Vlog. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món là có điều hồng lùm quả tươi sống luôn. Trời ơi, quất vàng nước luôn. Thì có này chúng ta bắt đầu phê lê ra. Phê lê ra để lùm quả các bạn. Thì chúng ta bắt đầu đánh hết bãi rồi các bạn. Đánh hết bãi con. Sau khi đánh bãi sạch rồi thì chúng ta rửa xong là cho muối. Cho muối xong rồi, rồi nó hết hết. Sau khi cho muối sạch rửa lại sạch sẽ thì bắt đầu dùng khăn khô để lau sạch cỏ luôn các bạn. Đây không rửa nước nè. Để không đụng nước lạnh nữa. Thì bắt đầu là chuẩn bị phê lê cỏ đây các bạn. Lọc cái vô ra. Giờ lọc cái bỏ cái lớp vô cái ngoài rồi các bạn. Hấp dẫn không? Sau đó là đặt con giấy ô bóng để chúng ta gấp lại cho nó khô nước, nó rút máu vào. À.
Ở đây là củ riềng này, củ riềng và củ gừng. Chúng ta bây giờ xét ra vỏ nhỏ, chúng ta ướp bột ra có cho nó nóng, nó chín, nó té nó có đi. Đây, củ riềng và củ gừng chúng ta bắt đầu vỏ nhỏ các bạn, nó còn vỏ nhỏ. Cái xương có thì chúng ta bắt đầu đặn nhuyễn ra để lồng nước chấm các bạn. Xương của có đi lòng này. Đã thịt nhuyễn. Bây giờ mình vô cái xương có lúc nãy mình bàn để lồng nước chấm đó các bạn. Thì vô vậy là tỏ ớt riềng. Và cái đặc biệt là mắm rút. Đây là mắm rút quế đó các bạn, thành nước mũi lục. Bây giờ bắt đầu lồng nước chấm đây các bạn. Thử nén tỏi bây giờ thì bảy bánh tón để xa nhuyễn ra lùng bột thính được không ạ? Thính có đây. Rồi bây giờ bắt đầu xét có đây các bạn. Có các có nó được rút vô đằng giấy này. Đó, nó có nó khô ròn luôn á. Bây giờ xét sỏ để thính bột có được không ạ? Sỏ thì chúng ta xét xéo, xét cái lớp sỏ nó vàng một tí cho nó ngon. Đầu bếp nó đó. Bên đây là bột riềng và gừng đã vỏ sẵn. Bên đây sỏ. Và đó là chanh.
Đây bô ta vô cho nó hạt vệ sinh. Bô ta bành hả mày? Bô ta xì. Đổ chung vô này. Trộn thêm cái thính này cho có gia vị rồi này. À, nó là bột bánh tốn, còn này là thính này đó, gia vị sẵn nữa. Riêng miếng lan nghệ đang giòn này. Riêng miếng lan nghệ đang giòn này. Riêng miếng lan nghệ. Thêm thêm mới. Thêm cho nó. Mình thử miếng này. Em thử miếng. Em thử miếng ngon sỏi này. Được là ăn với gì nè. Bình thường thôi. Hai món gọi có cũng đã, cuối cùng đã luồn sang rồi đó các bạn. Đây là có điều hầm này, cá cay, tô, xòa, rau mơ, lá vừng nâu. Này lá ổi này. Lá ổi nâu, lá xòa nâu. Lá xòa nâu này. Rồi xòa, rồi tí chót. Lá rau xăng, đặc biệt ở đây mới có. Lá rau xăng ở Quảng Nam mới có rồi các bạn. Và đây là nước chấm này. Và đây là rau thơm các loại. Rau húng, rau ràm. Tính được không ạ? Chấm mà đã mình nấu chín rồi này. Cái này là xương khó bàn mà còn e cần thì chấm thêm mắm gừng. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức cái món có điêu hầm lùng quả tươi sống luôn này. Rồi nước chấm hồi nãy chúng tôi đã giới thiệu. Lót cả cay. Tía tô. Mưa tía tô. Nghe thích đổi thì bỏ vô. Nhưng mà ăn hơi rườm rò đó các bạn. Lót xoài. Lót nước chót. Dai cây luôn.
Nhất đất. Muốn không? Con vợ tại tủ này đi lưu ra ngoài cho thì cho con lót xò này nó sang ngang thay quá kì thơ quá thơ. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.